Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải phía bài tập cuối tuần môn toán lớp 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Tuần hôm nay chúng ta sẽ làm là tuần 21. So sánh số có hai chữ số. Rồi câu A, 1A, 11, 12, 15, 17 chúng ta thấy nó tăng dần không? 11, 12 là tới 10, 13 là tới 14, 15 là tới 16, 17, 18, 19 và 20. Câu B, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 rồi 8, 80, 90. Bài số, số 2, điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Nè, chúng ta làm sao chúng ta nhớ được dấu này là dấu lớn, dấu này là dấu bé? Thứ nhất là thầy viết ra này ha. Cái dấu này là miệng nó hả qua bên tay trái á, thì gọi là dấu lớn. Cái nhọn nó quay bên tay phải. À, còn cái miệng này nó hả qua bên tay phải và cái nhọn quay bên tay trái thì dấu này là dấu bé. Cách thứ hai chúng ta gạch như thế này. Chúng ta thấy này, số này giống giống số 7, số này giống như số 4. Số 7 luôn lớn hơn số 4 cho nên dấu này gọi là dấu lớn, còn dấu này gọi là dấu bé. Rồi, chúng ta so sánh hai số. Chúng ta sẽ so sánh cái hàng chục trước. Rồi, cái hàng chục đây là 2, đây là 3. Như vậy là số 2 nó bé hơn số 3 cho nên là 20 nó bé hơn 30. Đây là hàng chục là 4, đây là hàng chục là 7, như vậy là số 4 nó bé hơn số 7. Hàng chục đây là 8, hàng chục đây là 1, như vậy số 8 lớn hơn số 1. Hàng chục 9, 9 bằng nhau, đơn vị 0, 0 bằng nhau, như vậy hai số này bằng nhau. Bài B, đây là 13, này là 14, như vậy là hàng chục là bằng nhau 1, 1. Chúng ta so sánh tiếp cái hàng đơn vị, đây là 3, đây là 1. Đó, có hàng 3, đây là 4. Như vậy là số 3 nó bé hơn số 4, cho nên dẫn tới là 13 nó bé hơn 14. Hàng chục giống nhau 1, 1. Hàng đơn vị 7, hàng đơn vị là 6, như vậy 7 lớn hơn 6, cho nên 17 lớn hơn 16. Cái hàng chục đây này là 1, cái hàng chục đây này là 2, như vậy là hàng chục 1 nó sẽ bé hơn cho hàng chục 2. Số 1 bé hơn số 2. Này là hàng chục 4, này là hàng chục 5, như vậy là 4 bé hơn 5, dẫn tới là 42 bé hơn 50. Này là 7, 7 bằng nhau, này là 4, này là 7, 4 bé hơn 7. 35, 35 bằng nhau. Chúng ta qua bài số 3. Tô màu vào quả bóng ghi số bán ngắt. Như vậy trong này thì chúng ta sẽ có gì đây? Đây 37, đây 73, đây 69. Như vậy chúng ta sẽ so sánh cái hàng chục trước. Đây là 3, hàng chục 7, hàng chục 6. Như vậy là người ta nói là số bán nhất, như vậy là hàng chục 3 là hàng chục bán nhất. Đó, như vậy là 37 là bán nhất. Câu B, tô màu vào quả bóng ghi số lớn nhất. Rồi, như vậy hàng chục 4, hàng chục 8 và hàng chục 8. Như vậy trong này là có 2 hàng chục 8 và đây là 84, đây là 80. Như vậy là số này số lớn nhất. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 4, viết các số 9, 71, 15 theo thứ tự là từ bé đến lớn. Số nào có một chữ số thì số đó bé hơn. Rồi, số có nhiều chữ số hơn số lớn hơn. Đây là số 9 có một chữ số cho nên số này là bé nhất. Người ta yêu cầu là từ bé tới lớn, như vậy là số 9 là đầu tiên này. Rồi tới số là hai chữ số, hàng chục 1 bé hơn hàng chục 7, như vậy là 15. Rồi tới là 71. Thay thứ tự là từ lớn đến bé, chúng ta viết ngược của dãy này lại, như vậy là 71 đứng đầu tiên này, 15 này. Rồi tới 9 này. Bài số tiếp theo là bài số 5. Nối ô trống với các số tích hợp theo mẫu. Mẫu là 56, 55 bé hơn 56. Rồi, 56 bé hơn là 60. Như vậy thì chúng ta sẽ có là số này được không? Số này không được, số này không thể lớn hơn 55 được, được không? Rồi. Tiếp theo, 58, 58 được nè. Được. 58 lớn hơn 55 và bé hơn 60. 59 được nè. 61 không được, 61 nó nằm ngoài đây rồi. Rồi. 57 được nè. Nó qua bài tiếp theo là bài B. Viết tiếp các
viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Các số vừa lớn hơn 55 vừa bé hơn 60 là, như vậy thì chúng ta sẽ có là 56 này. 56 lớn hơn 55 đúng không? 56 bé hơn 60 là hợp lý. Rồi, 57. Rồi, 58. Rồi 50, 19. Rồi. Hết. Rồi, 60 thì không được, 60 nó bằng số này rồi. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 6. Quan sát tranh rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Đây là bạn Minh, đây là bạn Hùng, đây là bạn Cường và bạn Robot. Rồi, bạn chấm chấm có nhiều viên bi nhé. Rồi, chúng ta đếm thử xem. Bạn này bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đây là 11. Bạn này 1, 2. Bạn này hơi nhiều đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 và 25. Bạn này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bạn này là 18. Bạn này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Rồi, bạn nào đây? Bạn có chấm chấm nhiều viên bi nhé. Như vậy bạn này là 25, hàng chục là 2 là hàng chục lớn nhất, đây là hàng chục 1. 1, 1. Như vậy là bạn này nó chính là bạn Hùng. Bạn nào có ít viên bi nhất? Như vậy là con số 11 là số bé nhất, như vậy là bạn Minh. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.